Shop MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Trước khi hướng dẫn cả nhà mình sử dụng cái bộ mà vệ sinh và phục hồi đĩa CD cả nhà ha, thì em sẽ giới thiệu đến cả nhà mình các cái bộ nhạc cổ điển cả nhà. Đây là bộ những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất cả nhà ha, bộ 50 CD, bộ 50 CD. Thì ở đây có mình có 50 cái đĩa CD những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất thế giới ha. Của dàn nhạc giao hưởng Hoàng gia. Bộ này em bán cho cả nhà mình với giá chỉ có 2 triệu thôi nha, 50 cái đĩa CD ha. 50 đĩa CD. Bộ này thì em bán nhiều rồi. Rồi. Tiếp tục ha. Em giới thiệu đến cả nhà mình một cái bộ những nhà soạn nhạc nổi tiếng nữa ha. Những nhà soạn nhạc vĩ đại nữa. Nhưng cái bộ này thì nó có 2 phần. Bộ này có 2 phần và phần 1 nó là 25 đĩa cả nhà ha. Tuy nhiên cái bộ này nó bị thiếu mất một đĩa là còn 24 thôi. Thì cái bộ đĩa này em sẽ bán cho cả nhà mình 24 cái đĩa lớn nè. 24 cái đĩa lớn cả nhà ha. 24 cái đĩa lớn như thế này. Đĩa lớn ha. Trong này nó bị thiếu mất một đĩa. Những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất thế giới. Cả nhà mình quan tâm chi tiết thì liên hệ với em sẽ gửi cho mình cái chi tiết ha. Bộ này em bán cho cả nhà mình với giá chỉ có 1 triệu 2 à. 24 cái đĩa CD có 1 triệu 2 cả nhà ha. Rất là rẻ. Tính ra mỗi cái có 50 ngàn. 50 ngàn là cả nhà mình lấy cái vỏ này không đã 50 ngàn rồi. Dạ. Ha. Những nhà soạn nhạc vĩ đại phần 1 ha. 25 đĩa CD cả nhà ha. 25 đĩa CD. Rồi. Tiếp theo thì em về được một bộ... những cái bản nhạc hay nhất của dàn nhạc giao hưởng Hoàng gia. Bộ này thì cũng bán cho cả nhà mình trước đây rồi. Hiện tại thì, tức là bộ này nó là có 5 cái đĩa đôi cả nhà ha, là 10 đĩa trong này. 5 cái đĩa đôi là 10 đĩa. Thì cũng bán chỉ với giá chỉ có 500 ngàn thôi à. Quá rẻ cả nhà ha. Đĩa của hãng 3D của Nhật, của Đức cả nhà ha. Dàn nhạc giao hưởng Hoàng gia ha, highlight album. 10 đĩa đôi cả nhà. 10 cái đĩa đôi. 10 đĩa đôi cả nhà ha. Rồi. Em giới thiệu đến cả nhà mình cái bộ 3 đĩa The World Favorite Classical Music. Nhạc cổ điển được yêu thích nhất cả nhà. Nhạc cổ điển được yêu thích nhất. Thì cái bộ này nó có 3 đĩa cả nhà ha. Một cái đĩa là màu cam như thế này. Đĩa màu cam. Đĩa màu cam thì ở trong này mình có Sabe đen nè. Mình có Finlandia nè, có Hungary Dance nè, mình có Danube Van nè, mình có Hành Khúc Thổ Nhĩ Kỳ nè, mình có Phiên Chợ 34 nè. Đó, đây là cái đĩa thứ nhất cả nhà. Cái đĩa thứ hai là cũng The World Favorite ha, The World Favorite Music cả nhà ha. Cái đĩa thứ hai là đĩa màu đỏ nè cả nhà ha, đĩa màu đỏ. Cái đĩa này thì của hãng... ba cái đĩa này đều của hãng CD Club cả nhà ha. Đây. Cả nhà mình thấy không ạ? Có thấy không ạ? Thì cái nội dung của nó gần như là tương tự như nhau, giống giống như nhau thôi. Nhưng mà nó là ba cái đĩa riêng biệt ha. Thì những cái đĩa này có giá là 250.000 một đĩa cả nhà ha. Em đang có ba đĩa. Một cái màu xanh, một cái màu đỏ và một cái màu cam cả nhà. Đó. Rồi, đây là cái bộ Golden Baroque cả nhà ha. Bộ này full của nó là 25 đĩa. Nhưng mà cái bộ này về của em á, thì nó chỉ có 21 đĩa thôi. Bộ này trước đây em thường bán với giá khoảng 9 triệu cả nhà. Thì trong đây là các cái nhạc giai đoạn mà rực rỡ nhất ha. Giai đoạn Baroque cả nhà ha. Với cái đĩa được làm như thế này, đĩa gold. Thì 21 đĩa này em sẽ bán cho cả nhà mình, nếu mà bác nào mua nguyên bộ là 7 triệu. Tức là 20 đĩa, em tính tiền 20 đĩa thôi. Và em sẽ tặng một đĩa là 21. Thì đĩa 21 em không tính tiền. Thì cái bộ này hiện tại ở đây là có 21 đĩa, giá 7 triệu cả nhà ha. Trong trường hợp nếu mà không bác nào lấy, trong nếu 1-2 ngày mà bác nào lấy thì em sẽ xé lẻ. Và tới lúc mà sẽ lẻ thì mỗi cái đĩa này có giá 400 ngàn cả nhà ha. Đĩa của Philip cả nhà. Đĩa thì của Philip ha. Golden Baroque. Và
Hình thức của nó thì như thế này, nhũ vàng ha, đây vàng từ đầu đến chân, Golden Baroque cả nhà ha. Những cái bài nhạc và những cái tác giả được tuyển chọn mà hay nhất ở trong cái giai đoạn Baroque cả nhà ha. Thì mình sẽ có những cái đĩa này. Cái bộ này thì em đã có dịp giới thiệu chi tiết cho cả nhà mình rồi, nhưng mà nay em sẽ quay lại cho cả nhà mình cùng xem với cái đĩa được thiết kế như thế này ha. Một cái đĩa bộ, một cái bộ đĩa mà nó rất là giá trị và rất là mới và rất là sang, và sang cực kỳ sang ha. Đó thì em sẽ lướt qua các cái đĩa trong trường hợp mà không có bác nào mua nguyên bộ thì em sẽ xé lẻ ra, và nếu mà bác nào cứ lấy lẻ thì cứ 400.000 một đĩa giúp em ha. 400.000 là mình sẽ có 21 đĩa ở đây, 21 đĩa cả nhà ha. Cả nhà mình nhìn cái tựa giúp em, nếu cả nhà mình lấy thì cho em biết cái tên ha, cái tên của cái đĩa thì em sẽ lấy cho mình. Solo Concerter của Handel. Đĩa này là đĩa Vivendi giao hưởng 4 mùa. Đĩa này rất là nhiều bác thích. Đĩa này là Albinoni ha. Concerto. Đĩa này Albinoni Corelli Pacelli Bell. Đĩa này là Backhando và Pusel. Đĩa này là Sound of Trumpet cả nhà ha. Đĩa này là Beck Concerto số 1. Đĩa này là đĩa Blues cả nhà ha, Vivendi Blues Concerto. Đĩa này là Keyboard Magic Beck. Đĩa này là Royal Festival. Nhìn hình thức của cái đĩa này rất là sang cả nhà. Chân trên dàn máy thì quá sang. The Virtuoso Violon. Handel ha, Concerti Grossi. Đây là Beck Vivendi và Pachelbel. Đây là Beck và Handel ha, Concerto. The Call of the Sun King. Và cuối cùng đó là Handel. Đó thì ở đây em đang có 21 đĩa ha. Dạ. Bác nào nếu lấy 21 đĩa này em chỉ tính mình 7 triệu thôi. 7 triệu thôi cả nhà ha. Đĩa Golden Baroque. Ở đây là một cái đĩa lau mắc CD cả nhà ha, 350.000. Đĩa lau mắc CD. Rồi. Ở đây mình có cái bộ này dùng để mà phục hồi và vệ sinh cái đĩa CD cả nhà. Phục hồi và vệ sinh cái đĩa CD. Thì cái bộ này thì nó sẽ xài như sau ha. Mình sẽ để cái đĩa CD, cái mặt nó ngửa ra như thế này. Cái dung dịch này xịt vào cái đĩa mà để vệ sinh. Rồi cái vòng này ha, cái vòng này thì mình sẽ gắn vào đây. Gắn vào đây ha, gắn vào đó. Xong cả nhà mình úp lại. Cả nhà mình xoay, xoay. Thì nó sẽ vệ sinh cái đĩa. Tiếp tục là sau khi mà vệ sinh, cả nhà mình muốn phục hồi cái đĩa. Cái đĩa mà nó bị vấp quá, nó bị xước quá thì cả nhà mình sẽ dùng cái miếng này. Và cả nhà mình sẽ dùng cái dung dịch này để phục hồi cái đĩa. Cả nhà mình chấm vào đây. Rồi gắn nó vào đây. Nó có cái khớp ha, mình gắn vào đây. Sau đó thì mình sẽ úp lại và mình tiếp tục xoay để cho nó để nó phục hồi cái đĩa. Thì tác dụng của cái bộ này là vừa có vệ sinh đĩa, vừa phục hồi đĩa, cùng với hai chai dung dịch kèm theo. Bộ này có giá là 500.000 ha. Bác nào mua thì chuyển khoản cho em 500.000, em sẽ miễn phí ship về cho mình. Đó. Bộ vệ sinh và phục hồi đĩa CD cả nhà ha. Đó. Nếu cả nhà mình chưa có rành cách sử dụng thì liên hệ với em.
Một lần nữa đây em sẽ hướng dẫn cho. Thì cái này cũng dễ thôi à. Gắn cái miếng này vào đây, nó có cái khớp ở đây cả nhà, gắn vào là được à. Đó. Rồi, bác nào quan tâm xin liên hệ với em ha, theo số điện thoại ở đầu clip nha. Em xin chân thành cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Cả nhà mình mua thì chuyển tiền cho em sẽ gửi hàng cho cả nhà mình ạ. Em xin cảm ơn ạ.